Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 25 tỷ đô la Mỹ, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,4 điểm phần trăm so với 10 tháng và tăng 10,3 điểm phần trăm so với 9 tháng. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ 780 triệu đô la Mỹ, chiếm 23% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2021. Nhật Bản đứng thứ hai với trên 4 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 18% tổng vốn đầu tư, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 4 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 16% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và Đan Mạch với tổng vốn đầu tư lần lượt là 2 tỷ 200 triệu đô la, 1 tỷ 900 triệu đô la và 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, cả nước có 36.109 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 437 tỷ đô la Mỹ. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 271 tỷ đô la Mỹ, bằng 62% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.